Xin chào tất cả anh em yêu thích Mai Vàng Yên Tử nhá. Hôm nay lại mời anh em đi thưởng lãng cây một hôm. Hôm nay lại dẫn anh em đi ngắm vào một cái vườn Mai Vàng Yên Tử rất là đặc sắc của anh Phạm Hoàng HT. Vườn anh rất là nhiều cây đẹp. Thì mỗi năm này làm một cái video để xem cái khung cảnh nó thay đổi và được ngắm thêm những cái tác phẩm mà anh ấy mới đưa về. Đây có cây bonsai mới vào trong trồng zoom rất là hay, rất là nhiều cây quá anh em nhé. Đây cây bóng rất là cục, cây này phải tầm 4-5 mét. Cây Thiên Phúc Yên Tử mang về đây để dưỡng lại, vừa rồi chơi Tết hoa rất là rực rỡ. Hiện tại anh đang để cây tại vườn tại đồng đỏ Bình Khê, đồng chiều Quảng Ninh nhé. Những cái phôi này vành nó phải tầm 200 anh em, nó khủng luôn. Hôm nay hai anh em đang đi đến đây để thưởng lãm một tí, ngắm những cái cây thôi, mở mang tầm mắt. Nếu mà cái cây đấy mà cắt thì phải mua cả cây về mày tự cắt thôi, chứ ở đây giờ chẳng ai dám cắt cả. Cắt đi đâu mà ta này thiết kế lại. Làm lại. Ui, có cái cây này vanh nó phải được 200 mấy cậu nhỉ? Được không? Được đâu, cây này vanh 130 thôi. 130 à? Nhìn trông to à? Nhưng mà cắt thì phải cắt phải uống bia. Ngà cắt được. Những cái cây này thì nói thật này, nếu mà ở trong khu vực miền trong mà có những cái phôi mà đẹp như này thì rất là ít anh em ạ. Để trồng từ một cây phôi này thành phẩm nó phải mất hơn chục năm đấy mới được như thế này, mà chưa kể là mang chục cây về thì may ra sống được tầm 4-5 cây. Thì thời cái kè sẽ mang chục cây thì sống được 1 cây đi. Thời bọn này, đúng. Chứ bây giờ thì phải sống được 4-5 cây rồi cậu nhỉ. Kỹ thuật cao hơn này. Mang 10 cây quá, sống được 1 cây nào chứ, không phải 1 cây. Cây này, tay chưa còn thiện hết. Anh em nào có nhu cầu mua những cây quái khủng thì hãy liên hệ với em hoặc là qua số điện thoại của anh chủ vườn nhá. Em sẽ dẫn đến tận nơi. Em tiếp. Nói chung ở đây là toàn những hàng độc lạ và khủng thôi. Cây độc thì sao lại ra thôi. Mấy cây này để mà kiếm được những cái cây như thế này mà bây giờ mà kiếm được thì chắc là chỉ đếm như đầu ngón tay đây. Có đâu ra đấy. Xong lại đây là một cây dạng thành phẩm thôi. Riêng dòng mai chơi không bảo bị mất giá trị được nhỉ. Mà đặc biệt những cái cây quá như thế này. Đây là vườn mai khủng nhất là miền Bắc rồi anh em ạ. À đây cây phôi này. Phôi. Đang ngủ. Úi. Ui. Anh em thấy đây, sâu xi đã đục khoét ở đây rồi này, dễ này, dễ ngoài này, vậy già trắng tinh, đây còn bò dễ này, anh cái sẹo nó còn gần liền này, ố chân mà nó còn lên dễ, già dễ này, đây, mầm đây rồi, tương lai tươi sáng, ôi rất là quả, quả sắp chín đấy, quả sao rồi, đây có cây trứng gà, đây quả sắp chín rồi, cả vườn có cây trứng gà, Lekima ấy. Hãy
rất là nhiều phôi quái anh em nhé, thao hồ lựa chọn. Riêng ở khu vườn này chất cây thì không thể nào chê được đâu, toàn những cái hàng mà độc lạ đấy. Giá thì em không biết đâu nhá, giá thì lúc nào các bác muốn giao lưu cái hàng độc lạ này thì đến trực tiếp vườn thôi. Giờ có hỏi em ở dưới đây em không thể trả lời được. Con này chết rồi, lấy ngoài ghép lan được. Cái phôi này làm sao có mầm lên đi cậu? Cái này á, yếu lắm rồi, cụ chân yếu lắm. Cái này cái kiểu như bị nứt vỏ này. Đây nhìn cắt sát hẳn đây. Phôi này nhìn thấy cắt tiếc. Con chuẩn bị cắm xe làm tạ lên chở ghép mại ghép lan. Ngày xưa chở hàng ô tô cậu nhỉ? Này vay 160. Con này vay 160. Thế mà chết mất. Đấy. Anh em, đây, cái phôi này rất là đẹp, này còn hấp hối rồi này, sắp đi rồi. Đây, anh em này ngắm cái vườn phôi này. Ở đây là toàn ươm phôi kỹ thuật cao luôn anh em nhé. Anh em thấy đấy. Nói chung là ươm mà chết thì không có ai dám khẳng định sống 100% được cả. Chỉ nó thôi. Mai bầu à, đây cậu làm cho vui thôi, anh em mà mua nhiều sang mình. Đấy, ui chân dài à. Ấy đấy, ê, cháu thấy rồi nhá, lộ hết rồi đấy. Đâu chân dài nhánh cũng có rồi. Chân dài này còn lâu thôi, dài như thế em. Cái đấy cứ trồng 5-10 năm nữa bán được tầm mấy chục triệu. Đuổi nhau lá. Ôi cái phôi này mới khủng này. Mày xem này, ít phôi mà cậu Kiên của mình ươm nha. Chưa. Mới đang vén rồi, cái này mới được có nửa tháng. Đây con này. À đây ra rễ rồi, chết rồi. Ươm được nửa tháng đã ra rễ rồi hả cậu? Bắt đầu ra đây này, đây nhìn đây, tia rồi, trắng rồi đấy, đi quạt đầu rồi đấy, đúng không? Mình tia trắng rồi anh em thấy nó hơi trắng này, rất là hay. Đây là cao thủ trong giới cao thủ nha anh em nhé. Mười cây là phải chết tím. Cậu là làm cùng vườn với anh Phạm Hoàng HT. Con này vanh được 150. Con này có thể bỏ khuyên anh em là phải làm vào khô phôi văng 560 đút vào lò cho dễ. Phôi to này không đút được, khó đút lắm. Phôi 100 này mà chết thì phải cưa mấy phát. Cưa đôi cưa ba là minh chứng nó có. Ra lời khuyên anh em là hợp lý. Kìa. Củi đây. Đây, giấu đi nhiều rồi. Đây anh em này, ươm này vẫn có tỷ lệ tử vong, đây là chuyện bình thường thôi nhá. Nên là anh em mà có chết thì cũng cứ vững tin mà chơi tiếp đi. Ui, con này sống rồi này. Gần như là những cây mai ở miền Bắc mà to mà khủng quái là được sưu tầm về đây là chiếm 60% đến 70% nhé các anh em nhé. Được. Rất là khủng. Đây con này yếu. Nói chung là cây mai thì có thể chơi dài theo năm tháng, hàng đời đến vài đời để truyền nhau được, nên anh em không phải lo về cái nó giống như cây nam. Ở đấy đây là một cây rất khủng nhưng mà phôi này, bị chết này. Ôi nó lên mầm thì vẫn hỏng chứ cậu nhỉ. À cậu ơi, năm nay bọ trĩ cậu giờ là cậu đang phun thuốc gì ấy? Giờ chuyển nó phun mũi. À cậu pha lẫn mũi. Nhưng mà cháu thấy là
cái gói chim sâu mà 5.000 ấy, phun hiệu quả phết. Ừ, nào cậu thử xem. Cái này phải xa ít dầu rửa bát đó. Này bám dính này, bám dính. Mình mua bám dính hẳn hoi. Đây là cái rễ hả cơ? Rễ đấy nha. Anh em đấy là tặng nha. Không bán. Cây này tặng không bán à, nhưng phải mua cây to mới tặng cây bé. Mua cây 1 tỷ là tặng cây này. Để khuyến mại thôi. Đây là cái rễ anh em nhé. Rễ này chẳng phải lâu lắm rồi, 3-4 năm từ cái lúc mà nó sống. Nếu mà tính từ lúc ươm chắc phải tầm 5-7 năm ấy cậu nhỉ. Từ lúc ươm á? Vâng. Ươm được 3-4 năm thôi. 3-4 năm. Đấy. Thế là nhanh đấy. Ừ. Cháu cái rễ làm được 3 năm nhưng nó chưa thành cái gì. Con này đang để tay này cắt này đi. Đây. Rất là nhiều phôi quá nha anh em nhé. Những cái phôi này thì chỉ có tự nhiên làm được thôi, chứ còn đâu mà bình thường mà con người làm được cái này thì chắc hết cả đời cũng chưa thành cái gì. Chưa thành hình được. Rất là quái luôn anh em nhé, rất nhiều phôi quái. À Tết toàn nấu bằng củi mai đấy. Củi mai bánh chưng nó mới già nó mới ngon. Cậu ơi, nhưng mà cái thuốc muối cậu không nên phun nhiều đâu cậu ạ. Nó bị nhờn ấy. Cháu thì chưa làm cây giống cho không thế. Con này không phải nuôi. Cái gì đấy? Đẹp. Nhìn trông như con nhện ấy. Thôi. Ngoài xem cậu Kiên bao tiền cho. Còn đấy có con rắn nữa được. Mèo có thêm con rắn. Nữa. Ngoài thế. Con này là chốt rồi đấy chết. Cậu ơi chưa đi uống rượu đi cậu. Đi ra quán giỏi uống rượu chó. Có chó. Đi cậu. Rượu thì à, nhưng mà hết người. Giờ cũng làm gì đâu cậu. Phôi hai phôi trồng xong rồi. Đúng rồi, đi ra đấy uống rượu tí cho vui cậu ơi. Wow. Ấy à? Dạ. Đây tiếp gọi là VIP 1 đấy à? Hôm nào lên chợ uống rượu. Đây à? Ở vâng VIP 1 đấy cậu. Đi uống giao lưu cho nó vui. Đang mát này. Giờ hôm nay nóng này. Đây con này chơi được. Nhẹ. Rất là nhiều sự lựa chọn anh em nhé. Ao hồ lựa chọn. Từ cây 15.000 đến cây 1 tỷ, vài tỷ. Từ cây 15.000 đến cây vài tỷ. Vài tỷ. Đều có anh em. No cái không có cây đẹp. Nhiều sự lựa chọn. Tại ra sẽ làm cây này để hồ coi cùng với cây tùng đẹp luôn. Nhưng mà cây mai chơi nó có ý nghĩa lắm. Nó mang cái ý nghĩa của Tết cổ truyền Việt Nam luôn đấy. Đây là ai? Cần đi tour à? Con của Thiên Phúc ấy. Đã cho tự kiếm ăn rồi. Thiên Phúc con. Con này để thả sống. Có mấy con liền cơ mà con nhỉ? Đây. Đây là Thiên Phúc con. Một con này, hai này. Đợt trước nó có một bầy con này này. Con lông có cánh rồi. Giờ nó đủ lông đủ cánh tách hết rồi. Đi ra chỗ khác à? Có 4 con nữa ăn. Nguyên đến cả đấy. Nói chung là nhà mà khi có không gian mà đặt được những cái cây cục này nữa sẽ tôn cái giá trị của quang cảnh lên rất là nhiều. Mai lại vừa cả chơi được cả Tết nữa. Quanh năm chơi lá nó rất là xanh. Nhìn nó mát mắt. Đây con to to à. Đôi đấy. Đâu cũng là mà cũng thấy mai mà toàn những cái gốc khủng thôi anh em ạ. Toàn những cây chả ra gì.
phổi siêu vẹo. Toàn bị siêu vẹo này, u biếu này. Đi vấp cái là toàn vào cục phôi. Vấp cái là cái cành chục. Đúng rồi, toàn đi nó nhẹ nhàng đấy, không cái cành là mấy chục triệu ấy. Chắc là đói. Cậu có bón nên không? Cậu mà muốn cái cây mà nó lúc nào xanh đen như này ừ, cậu cũng cho lên. Nhưng mà phải nâng vào cái lúc mà bắt đầu lên học non ấy. Đấy có quán nâng đâu. Cháu là cháu thấy quán nâng rất tốt. Mà nâng nó có cái hay là nó giúp cái bộ rễ nó khỏe. Ừ. Cháu đúng rồi. Hay quán nâng. Nâng thì nó dễ nó phát triển. Cái năm trước thì cháu không biết thì cháu không quán thì cây nhà cháu nó thi thoảng nó vẫn xanh ấy cậu. Nhưng mà nó xanh cái kiểu nó xanh yếu. Xanh kia, nó xanh đen. Như đây có cái cành này này nhỉ. Ừ. Đang hiểu đang hay là kiểm kiểm tra xem nó có bị sâu không. Sâu nhau hẳn. Sợ cái khung gập này này cậu này. Đây là mắt ghép ấy. Đấy cháu sợ là nó đấy thôi. Đây mắt ghép, toàn bộ nó ghép hết mà. Đại gia có hổ quay đâu. Cây này dáng bay này. Quái luôn anh em nhé. Để muốn có cây quái thì có cây quái. Lại nó ở hồ quay cho bay thôi thôi. Bay từ giữa hồ luôn. Vật lá hơi nhọc. Nhưng mà cây mai của mình mà so với mấy cái cây tùng Nhật đấy là vẫn chưa bằng đâu cậu nhé. Bằng nó được. Mấy cái cây tùng Nhật bán còn đắt hơn nhiều. Mấy tỷ cơ mà. Mà trong khi đây là toàn cây phù hợp với khí hậu của Việt Nam luôn, không phải no mà chết đột tử đâu anh ạ. Tổng cao, nguyên sinh cả. Cắt dễ đầy lại. Dễ tồn này. Cắt xuống đây. Nhanh, cây này có mấy năm? 5 năm. Cây nó... 4-5 năm, 5 năm. Thật nó tơ. Đợt cậu mang một cái cây mai ở đảo được, à cái cây kia. Đây. Cây này chả quái à? Ô sao bỏ cái tay kia. Cảnh cứ bị đập. Vận chuyển nó đập. Này có cái cây trực này thân nó vấn hết với nhau rất là hay này. Cái thương hiệu của mai vàng miền Bắc, mai vàng Yên Tử thực ra nó chưa được phổ rộng lắm anh em ạ. Nên là rất là nhiều người vẫn chưa biết đến cái giá trị của nó. Video mình hôm nay quay đến đây rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau. Mình sẽ mở